好吗？你想好我到尾下两分飞了。Đúng rồi, nhưng mà khóa cửa rồi. Đây, cọp cọp bằng đây, cọp Đông Dương đây. Bố giờ bây giờ đi được bên đó chưa? Bố giờ bây giờ được ngắm cá sấu. Đó, con ngắm rồi đó, có rồi đó. Cái đường nó cầu nó giống giống đèn bèn luôn. Mà cũng để nó qua đủ loại cá sấu luôn. Mà đâu không cho lên chứ. Đúng một hồi đó rồi nha. Này này này, nó đi ngang qua nè, ngang con nè. Ồ, nó là đây nè. Ủa thì có thấy người ta lên kìa mà. Đâu? Học đó là nhân viên hả? Không biết được, hoặc là nhìn thấy nó lên kìa. Kìa, con đang đứng coi cọp nè, coi cọp tí. Nhưng mà con nhìn thấy nó lên, tại sao mà không được lên? Nó đi đường nào không biết nữa, đi đường này quá. Đó là đi đường nữa. Ừ, rồi, con coi cọp xong đi rồi rồi. Rồi mình đi, cọp đi. Nó tắm rồi, nó tắm. Nóng quá chịu không nổi mà. Có bơi nếu mà mình đi bơi nữa mà. Ừ. Bơi để chiều đi. Yeah. Ừ, đây. Ờ đây đây. Tay gần cái gì. Nó kiếm con kìa. Đi lên đi, đi đi. Bye. Thôi lên đi nè. Con đi ăn nè. Được rồi, con khỏi nữa. Mày nhớ không mà? Hôm xưa bà chỉ con sói mà không biết về đúng không? Em hỏi hả? Phơi rồi, phơi rồi. À chiều nay học võ chứ quên. Đâu đi bơi được. Về ngủ nghỉ xong rồi là đi học võ. Qua con coi, con chưa có coi đâu mấy con. Hai lần coi nó thấu gì được rồi. Không mà. Cả em thích em cứ coi. Coi đi hết nổi vậy nè. Thì đứng đây đi, đứng đây đi, đứng ngồi nghỉ đi. Cho em coi. Đây nè, đây con nằm ngủ nè. Sao nó không cắn mình vậy ba? Trời cắn là chết á. Ngồi đi, ngồi đi. Chưa. Con đứng đây coi đi. Ủa thì sao cái cầu hồi nãy là không cho chị em lên vậy ba? Tao khóa cái cổng kia, tao mở cổng này. Đây vậy ba? Đâu biết đâu. Đây anh nói là lưu ý không cho chị em lên cầu. Tao cho chỉ đi vô một đường, đi ra một đường thôi. Đây này con này, con bự nè. Nó bơi. Nếu ai mà chọc nó thì sao? Chọc nó ăn thịt luôn chứ sao? Dài chắc dài có 6 mét thôi. Con này hả?
Con này cỡ 3 mét mấy, 4 mét. Ủa ba, ba. Hả? Thằng người ta thẳng ra đi tới cuối đường luôn chưa? Chắc là tao đang sửa. Thì nó không tát mình vậy ba. Con đứng tuốt cái này sao nó táp tới? Có cái lưới bảo vệ nữa. Rồi đi ra coi có mấy con hồng này mấy con gì đi. Đúng rồi ra đi ba.